Lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Năm 2018 dương lịch, top con giáp giàu sang tột bậc, tiền chất như núi. Chớp mắt đã bước sang năm mới, 12 con giáp có gì trong tay rồi nào? Cùng lịch ngày tốt xem bói tháng 1 dương lịch này, xem ai là người tiền về đầy tay, nhiều không đếm xuể nhé. Tuổi Sửu. Trong số 12 con giáp, có lẽ người tuổi Sửu khá may mắn khi trong tháng 1 năm 2018 này có vận trình tài lộc vô cùng hanh thông vượng phát, chuyện vui tới tấp, tiền bạc về tay vô khối. Có thể nói về phương diện tài chính, con giáp này không có gì phải lo phiền nữa rồi. Dù cuối năm nhiều việc phải chi tiêu nhưng không vì thế mà người tuổi Sửu cạn túi cháy ví. Các cụ vẫn có câu, sở lợi thì trời cho, bò bò thì trời giữ. Dù là người có đầu óc quản lý tài chính tốt, nhưng với những việc liên quan tới bạn thân, người bạn bè, bản thân không hề tính toán mà phóng khoáng rộng rãi cho đi nhiều. Ở hiền thì gặp lành, bản mệnh cũng sẽ nhận lại những phần thưởng xứng đáng với mình. Xem bói tử vi tháng 1, người tuổi Sửu có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, không có gì có thể cản bước tiến của con giáp này. Thậm chí công việc của bản mệnh đang vô cùng hanh thông thuận lợi. Nhờ thế mà cơ hội thăng lương, tăng chức cứ ùn ùn kéo tới, khoản tiền thưởng cuối năm có được cũng không tồi. Nếu có ý định đầu tư bất động sản thì khả năng cao con giáp này sẽ thành công. Đời người hiếm có những lúc mà thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mọi thứ dường như đều đang che chở cầu phúc lành cho người tuổi Sửu. Nếu nhìn thấy thời cơ thì nên nhanh tay nắm bắt, triển khai kế hoạch đã định trước. Tuy nhiên, lịch ngày tốt cũng xin nhắc nhở bản mệnh rằng hãy tránh xa những trò may rủi, kẻo vận may đang vượng bỗng hóa suy tàn. Tuổi Dần. Con đường tài lộc của người tuổi Dần trong tháng 1 năm 2018 này khá lý tưởng. Bản mệnh có nguồn thu dồi dào từ công việc chính, cũng có nhiều cơ hội đầu tư sinh lời. Tháng cuối năm với những người khác tràn đầy nỗi lo toan, nhưng riêng với con giáp này thì đây là lúc tiền vào túi, xong xuôi là kê cao gối ngủ, chẳng cần bận tâm đến thế sự xung quanh. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập hàng tháng, ngoài lương cứng nhận hàng tháng còn có thêm các khoản thưởng nhỏ nhỏ, nhưng góp lại thì cũng chẳng xoàng một chút nào. Tuy nhiên, cần phải tập trung vào những việc mình đang làm chứ đừng lan man, lo chuyện bao đồng. Dù làm gì thì cũng phải biết đâu là mục tiêu mình hướng đến, cân nhắc thiệt hơn thì tiền bạc sẽ rủ nhau mà tới. Cố gắng hết mình, không quản ngại khó khăn, khoản thu nhập sau đó sẽ bù đắp cho mọi vất vả trước đó của bạn. Tuy nhiên, trong tháng thứ tài bất lợi nên chẳng có hoạch tài. Tiền bạc cũng đi theo con đường chính ngạch chứ chẳng phải tự dưng từ trên trời rơi xuống. Không nghe lời khuyên can mà cứ đắm chìm trong cờ bạc đỏ đen thì tiền núi cũng có ngày trắng tay. Tuổi Thân. Trong tháng có quý nhân nên vận trình của người tuổi Thân cũng có nhiều điều khởi sắc. Xem bói tháng 1 dương lịch, con giáp này tài lộc khởi phát mạnh mẽ. Tiền bạc chẳng cần phải lo lắng, đặc biệt người làm kinh doanh buôn bán, phát tài, doanh thu tăng cao vùn vụt. Thứ tài phất mạnh, người theo nghiệp làm ăn dù quy mô nhỏ hay lớn cũng đều thu lãi lớn. Nếu có nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh sản xuất thì nên nhanh tay chớp lấy thời cơ. Vận may tài chính ùn ùn kéo tới, tưởng chừng chỗ nào người tuổi Thân chạm vào thì tiền bạc cũng theo đó mà chảy ra. Chính vì thế, nhiều người thấy bạn buôn may bán đắt là cũng a-dua làm theo nhưng cũng chẳng mấy thành công. Tiền bạc tích lũy được nên dùng để quay vòng vốn, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu kinh doanh để không bỏ lỡ cơ hội hiếm có khi mà thần tài đứng bên cạnh chỉ lối dẫn đường. Thậm chí những chuyện may rủi như bốc thăm trúng thưởng cũng rơi vào tay con giáp này. Có điều, tham thì thâm, vui chơi cũng nên biết điểm dừng, đừng biến vận may trở thành điều xui xẻo. Tuổi Hợi. Trong tháng, tài lộc đều đang trên đà tăng trưởng, công việc cũng thuận lợi vô cùng. Người tuổi Hợi cười vui hài lòng vì những gì mình đang có. Các hạng mục trước đó đều hoàn thành xuất sắc, được quyết toán đầy đủ, giúp nguồn thu dồi dào hơn gấp nhiều lần. Cộng thêm năng lực làm việc xuất sắc nên bản mệnh nếu nhạy bén thì nên đề xuất tăng lương ngay vào thời điểm này. Những đóng góp của bạn đều được mọi người công nhận, không vì cớ gì mà lại bỏ lỡ thời cơ giành lấy những thứ xứng đáng thuộc về mình. Cả lương cả thưởng đều trên đà tăng tiến không ngừng, những nỗ lực trước đó của bản mệnh nay được đền đáp xứng đáng, giúp bạn có thêm nhiều động lực để kiếm tiền. Tuy vậy, cuối năm nhiều việc cần phải chi tiêu, tốt nhất nên có kế hoạch để sử dụng tài chính rõ ràng. Nếu có thể tiết kiệm thì đừng mua tay quá đáng. Người làm kinh doanh tuy buôn bán vất vả, tất bật ngược xuôi nhưng bạn không lấy đó làm phiền bởi tiền bạc cũng chính từ đó mà ra. Nên có kế hoạch làm việc khoa học để có hiệu quả mà không vất vả mệt nhọc. Tuổi Tuất.
Xem tử vi năm 2018, người tuổi Tuất vui mừng bởi thu nhập chính và phụ đều khá lý tưởng. Bản mệnh nhìn thấy nhiều cơ hội kiếm tiền, nhờ thế mà tích lũy được cho mình một khoản khá khá. Tình hình tài chính ổn, thoải mái để chi tiêu cho thời điểm cuối năm này. Tuy nhiên, xem bói tháng 1, bản mệnh khá vất vả với làm ra được đồng tiền, cần phải đi xa mới có nhiều cơ hội để phát tài. Nếu những ai lười biếng, loanh quanh một chỗ thì tài lộc cũng chỉ mới khởi phát chứ chưa tăng tiến được. Đặc biệt, ai làm ăn buôn bán cần phải có những nước cờ mạo hiểm, chộp giật thời cơ thay vì rón rén từng bước. Thời cơ đã qua sẽ không lại, liều thì ăn nhiều, một chút mạo hiểm sẽ giúp bạn có thêm nhiều vận may tiền bạc. Tuổi Mão. Người tuổi Mão đón tháng mới với tâm thế sẵn sàng chiến đấu, giành giật với thách thức để lấy phần thắng về mình. Đây là thời điểm thích hợp để bạn tập trung đẩy mạnh công việc chính của mình. Do đó, nhiều vấn đề vào cuối năm nên nếu có điều kiện, hãy học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm để ứng phó linh hoạt với những rắc rối có thể nảy sinh. Bản mệnh chớ nên tham công tiếc việc mà ôm đồm quá nhiều thứ vào người. Dù mục đích là tăng thêm thu nhập nhưng bạn làm không đúng cách còn có thể khiến cho mình mất đi vận may tài lộc. Người kinh doanh cần phải nhanh tay triển khai kế hoạch làm ăn ngay từ đầu tháng. Cố gắng thực hiện những điều mình mong muốn vào thời điểm này bởi cuối tháng vận trình khá thất thường, không có lợi cho kinh doanh buôn bán. Người tuổi Mão cũng cần phải kiểm soát tài chính thật chặt chẽ để có thể tránh thất thoát tiền bạc vào thời điểm này. Tuổi Thìn. Xem tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn trong tháng 1 năm 2018 dương lịch, tài vận chuyển biến khá tốt, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều gia tăng. Tuy nhiên, cần phải có kế hoạch để tích lũy tiết kiệm, tránh để tài lộc quá vượng gây thất thoát, hao tài tốn của. Nối tiếp tài lộc tử vi tháng trước, con giáp này nên tiếp tục nắm bắt thời cơ để triển khai những kế hoạch sẵn có. Người làm công, ăn lương cần phải đẩy nhanh tiến độ, thần may mắn đang ở bên, hỗ trợ bạn những khi khó khăn trở ngại. Bản mệnh có thể phát huy năng lực của mình nhiều hơn nữa, tập trung hoàn thiện những việc còn đang dang dở. Cuối năm, kết toán lại có thêm một khoản thu mới. Người làm kinh doanh buôn bán có lời nhờ có nhạy bén với thời cuộc, tiền bạc đổ về ào ào. Nói thế không có nghĩa là đồng tiền dễ đến, ra đường vơ tay lật nhặt được tiền. Người tuổi Thìn cũng phải nỗ lực vượt qua rất nhiều thử thách, gian lao thì mới có được thành quả cho mình. Cố gắng không ngừng nghỉ và đặt mục tiêu cho chính mình, mọi chuyện rồi sẽ trở nên dễ dàng hơn khi mỗi ngày bạn đều gặp đối diện với khó khăn rồi cũng sẽ qua đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.